Lễ chùa đầu năm là nét văn hóa của người dân Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc. Người dân ở miền Bắc thường dành ra 3 tháng đầu năm để đi lễ ở khắp các chùa. Và không chỉ để cầu bình an, cầu tài lộc, mà đi lễ chùa đầu năm còn giúp cho tâm trí được an yên, lòng thêm nhẹ nhõm. Và nếu bạn và gia đình của mình chưa biết đầu xuân sẽ nên đi lễ chùa ở đâu, thì hãy theo chân Vlog Travel Việt, một ngày hành hương về 8 ngôi chùa nổi tiếng ở miền Bắc sau đây các bạn nhé. Đền Đô. Đền Đô là nơi thờ của 8 vị vua nhà Lý. Hiện nay thì ngôi đền này vẫn mang được rất nhiều nét kiến trúc độc đáo, kết hợp giữa phong cách cung đình và dân gian. Đền Đô thì sở hữu cho mình một diện tích vô cùng rộng rãi, thoáng đãng. Phía bên ngoài cổng vào là Ngũ Long Môn với biểu tượng của 5 con rồng được chạm khắc rất là tinh xảo. Khi vào phía bên trong chính là khu chính điện thờ các vị vua nhà họ Lý. Và một điều đặc biệt khi bạn đến với Đền Đô chính là bên trái của điện thờ có một bức chiếu rời đô của vua Lý Thái Tổ với 214 chữ tương ứng với 214 năm ngự trị của 8 đời nhà vua. Còn ở phía bên phải của điện thờ chính là bài thơ Nam Quốc Sơn Hà vô cùng nổi tiếng của Lý Thường Kiệt. Địa chỉ: Lý Thái Tổ, phường Tân Hồng, xã Từ Sơn, Bắc Ninh. 2. Chùa Phật Tích. Chùa Phật Tích hay còn được biết đến với tên gọi là Chùa Vạn Phúc. Đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Bắc Ninh. Là nơi lưu giữ những bức tượng Phật được làm bằng đá từ thời nhà Lý lớn nhất ở nước ta. Hàng năm thì chùa Phật Tích luôn thu hút được rất nhiều khách du lịch đến để tham quan và cúng bái, đặc biệt là đầu năm. Địa chỉ: Núi Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. 3. Đền Lăng Kinh Dương Vương. Đền Lăng Kinh Dương Vương là ngôi chùa nổi tiếng tiếp theo mà Vlog Travel Việt tới lễ. Trước đây thì ngôi đền lăng này từng bị phá hủy hoàn toàn vào thời Pháp thuộc, và mãi cho đến tận năm 1971 thì mới được người dân tại đây xây dựng lại theo kiến trúc thời xưa. Diện tích toàn bộ của khu đền lăng này rộng tới 4.200 m², được thiết kế bao gồm có 3 gian kiểu chữ công. 5 gian ở bên ngoài chính là khu tiền tế, là nơi lập bàn thờ và tiếp đón du khách. 3 gian ở bên trong chính là khu thờ chính. Và gian ở giữa có ngai sơn son thép vàng được đặt ở trên bệ thờ Kinh Dương Vương. Địa chỉ: Thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. 4. Chùa Bút Tháp. Đi lễ chùa đầu năm thì không thể bỏ qua được chùa Bút Tháp. Ngôi chùa này thì nổi tiếng với bức tượng Phật Bồ Tát Quan Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn được làm bằng gỗ quý hiếm, được coi là bức tượng gỗ lớn nhất tại nước ta. Và đây là ngôi chùa Bắc Ninh có kiến trúc khá là độc đáo, được thiết kế theo hình tháp cao dần lên. Chùa Bút Tháp không chỉ là một nơi thờ cúng linh thiêng mà còn là nơi mang rất nhiều dấu ấn lịch sử và văn hóa nữa nhé. Địa chỉ: Thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. 5. Chùa Dâu. Chùa Dâu là một trong số những ngôi chùa cổ xưa nhất tại Việt Nam mà hầu như quý Phật tử nào cũng biết đến, được xây dựng từ buổi đầu của công nguyên. Ngôi chùa này thì bao gồm có 4 dãy nhà được liên thông thành hình chữ nhật, bao quanh 3 ngôi nhà chính là Tiền Đường, Thượng Điện và Thiên Hương. Mặc dù chùa không còn khu hậu đường nữa, tuy nhiên khi các bạn đến đây vẫn có thể được chiêm ngưỡng 40 gian nhà nằm ở hai bên tả hữu của chùa. Và một điểm nổi bật của chùa Dâu là những pho tượng thờ.
Gian giữa của chùa thì có bức tượng bà dâu cao 2m, có dáng vẻ trầm mặc và uy nghi. Còn hai bên tượng của bà dâu là tượng kim đồng và ngọc nữ. Lúc mà tạc tượng thì cái viên đá trong cái thân gỗ thì ra xong là có cái viên đá ấy và theo bà nghẹt dưới tượng và được xem là được. Địa chỉ: Lạc Long Quân, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 6. Chùa Nôm. Chùa Nôm còn có tên gọi khác là Sư Huệ, được xây dựng từ làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Ngôi chùa thì vẫn được xây dựng theo lối kiến trúc xưa, tạo nên một nét đẹp cổ kính, đầy hoài niệm về những năm tháng của lịch sử. Và ngày nay, chùa Nôm là điểm đến du lịch của rất nhiều du khách đến đây để hành hương và lễ khấn. Địa chỉ: Làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. 7. Chùa Ông. Chùa Ông là nơi thờ của thiền sư Từ Đạo Hạnh, vua Lý Thần Tông và thờ Phật. Ngôi chùa mang lối kiến trúc đậm phong cách của nhà Lý, tam quan hình chữ quốc và các thiết kế long ly quy phượng rất là mỹ miều. Sân chùa thì có cây cổ thụ ngàn năm tuổi, tất cả đều mang một vẻ đẹp hoài niệm và cổ kính. Ngoài ra thì ở trong chùa còn có tượng đồng thiền sư Từ Đạo Hạnh, vua Lý Thần Tông. Trải qua nhiều thời đại, chùa Ông cũng đã được tu sửa nhiều lần, sau đó mà những dấu vết từ thời Lý đã bị mai một đi rất nhiều. Chỉ còn lại dấu tích của thời Lý và đương đại. Hiện nay thì chùa Ông không chỉ là một nơi du khách đến để hành hương, cầu bình an mà còn là không gian thư giãn và thiên nhiên. Địa chỉ: thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. 8. Đền Nguyên Phi Ỷ Lan. Đền thờ quốc mẫu Nguyên Phi Ỷ Lan hay còn gọi là chùa Bà Tấm được tọa lạc tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Và đây là ngôi đền nổi tiếng được xây từ thời nhà Lý, gắn liền với tên tuổi và cuộc đời của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, người phụ nữ tài sắc có công sinh hạ ra vua Lý Nhân Tông. Ngôi đền này cũng có rất nhiều công trình như là vườn hoa, cây cảnh, hồ bán nguyệt rất là đẹp. Và tuy đã trải qua nhiều lần tu sửa, tuy nhiên ngôi đền này vẫn giữ được một vẻ đẹp nguyên sơ của nó với một nét kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa của nhà Lý, vừa mang một ý nghĩa lịch sử sâu sắc, lại vừa mang một giá trị nghệ thuật cao. Địa chỉ: xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 7LOG Travel Việt đã có một ngày đến 8 ngôi chùa nổi tiếng của miền Bắc. Và sau một ngày dù mệt đến mấy, tuy nhiên trong lòng cảm thấy rất là bình an các bạn nhé. Và đến đây video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, xem và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Các bạn thấy những địa điểm du lịch mà 7LOG Travel Việt vừa giới thiệu như thế nào? Đáng để một lần check in chứ nhỉ? Nếu bạn có cảm nhận gì, có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi để ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và phải của màn hình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.